phim nói về cuộc đời của mèo đi hia tên Puss. Chú mèo đã trải được biết đến qua nhiều cái tên như mèo quỷ quyệt, tình nhân lông thú, quỷ hút máu, kẻ lừa tình và sát thủ hoe vàng, nhưng cái tên được mọi người biết đến nhiều nhất là mèo đi hia. Cái tên này được lấy từ đôi ủng đặc trưng của nó. Mèo đi hia bị truy nã, nó nhẹ nhàng thay trang phục và thu đồ đạc để rời đi, trước khi đi còn không quên tháo chiếc nhẫn của gã nhốt mèo để đeo lên tay mình. Nó bị gã phát hiện và đuổi đánh tới tấp, nhưng bằng sự nhanh nhẹn của mình nó đã chạy thoát và không quên gửi tặng một nụ hôn nồng cháy cho bé mèo trắng của gã. Mèo đi hia là một kẻ lẩn trốn pháp luật và đang tìm cách lấy lại danh dự đã mất. Nó bước vào một quán rượu, nhìn dáng vẻ của nó không ai là không buồn cười, nhưng nó bỏ ngoài tai những lời xì xào và ánh mắt thăm dò của họ. Nó tiến thẳng vào quầy và yêu cầu một ly sữa, sau đó ngồi liếm láp sữa ngon lành. Thấy nhiều gã cứ hằm hè mình, nó bảo thẳng không muốn gây chuyện mà chỉ muốn tìm mối làm ăn. Một gã đã đưa ra tờ giấy có lệnh truy nã nó và nói điều mà nó nhận được tối nay sẽ là sự rắc rối. Ngay sau đó có một gã khác lăm le con dao trong tay định lén đâm nó, nhưng không may gã đã bị phát hiện. Ngay lập tức đi hia cướp con dao trong tay hắn và cắt râu hắn. Hắn sợ hãi vì không ngờ một con mèo nhỏ bé lại lợi hại đến vậy. Đi hia bảo hắn quá non rồi, thấy vậy bọn chúng sợ hãi bèn mách đi hia một vài mối làm ăn. Bọn chúng còn tiết lộ cho nó biết thông tin về hai kẻ sát nhân đang nắm giữ những hạt đậu thần, không ngờ đó lại là thứ mà nó đã kiếm tìm lâu nay. Chúng bảo với nó nếu có đậu thần sẽ có cuộc sống dư giả, sung túc cả đời, nhưng mà lấy được nó thì cũng chỉ có con đường chết thôi. Nghe vậy mèo mừng thầm nghĩ bụng chọn cái chết cũng được. Ngoài kia có một đàn lợn đang kéo xe, trên xe chở một tên sát nhân, trong tay hắn có 3 hạt đậu thần, hắn bảo quản 3 hạt đậu kỹ càng trong một chiếc hộp nhỏ. Nhìn hắn rất bặm trợn nên ai cũng sợ, hắn và đồng bọn tìm đến một nhà trọ rồi yêu cầu cho hắn một phòng và một bữa ăn miễn phí. Thấy hắn đến ai nấy đều sợ hãi và bỏ chạy hết, ngay cả chủ quán cũng sợ sệt trốn chui trốn lùi. Bọn chúng tên là Jack và Jill, là hai tên sát nhân đang nắm giữ hạt đậu thần. Jack bảo khi nào xong việc với 3 hạt đậu thần và lấy được trứng của con ngỗng vàng thì muốn có con cùng với Jill, làm cô cảm thấy vô cùng kỳ quặc, tưởng đầu óc Jack có vấn đề. Trong lúc này ngoài cửa sổ là bóng dáng thập thò của chú mèo đi hia, thấy con chó phía dưới sủa inh ỏi. Đi hia đành cắt kính để đột nhập vào nhà, có vẻ đã có nhiều kinh nghiệm nên nó làm rất điệu nghệ và nhanh chóng. Nhưng bất ngờ bên cánh cửa sổ còn lại là hình bóng một con mèo đen khác. Mèo đi hia chợt nghĩ rằng hạt đậu là của mèo đen nên hai con mèo đã chiến nhau một trận. Vì quá om sòm nên chúng bị Jack và Jill phát hiện. Bị sát nhân đe dọa nên hai con mèo sợ hãi nhảy xuống chuồn mất tăm. Mặc dù vậy nhưng con mèo đen vẫn khiêu khích đi hia làm nó tức điên. Hai con mèo cứ thế giật đuổi nhau cho đến khi chúng rơi vào một cái hang, hóa ra là hang ổ của loài mèo. Ở đó hôm nay có cuộc thi nhảy, thế là mèo đi hia và mèo đen cùng nhau nhảy trong sự khua chiêng gõ trống của những con mèo xung quanh. Nhảy chán chê thì chúng quay ra đấu kiếm với nhau, mèo đi hia bị mèo đen đánh bay cây kiếm. Mèo đi hia tức quá bèn cầm cây đàn đập vào đầu mèo đen. Con mèo đen bực mình bỏ luôn chùm đầu ra. Hóa ra nó là một con mèo vô cùng dễ thương tên là Kitty Sawpaw. Nó giận dỗi bỏ đi, còn đi hia cứ lẽo đẽo đuổi theo để xin lỗi. Đúng lúc đó thì có một quả trứng biết nói xuất hiện, hóa ra là bạn thân cùng nhà ngày trước của đi hia. Quả trứng tên là Humpty Alexander Diemty. Trước đây trứng đã phản bội đi hia. Hơn nữa trứng đã cử mèo đen đến phá đi hia, làm hỏng việc 3 hạt đậu của nó. Trứng thừa nhận với đi hia là đã nhờ mèo đen gọi đi hia đến, nhưng con mèo đen này không phải là một cô nàng bình thường. Nói rồi mèo đen xuất hiện và trên tay cầm đôi hia của cậu. Lúc này cậu mới ngỡ ra là mình đã bị mất từ lúc nào. Trứng chớp thời cơ bảo nếu như dùng cây kiếm của đi hia cùng với bộ não của trứng kết hợp với kỹ năng của nàng mèo đen thì sẽ nhanh chóng đạt được mục đích. Nhưng để vào được lâu đài của bọn khổng lồ thì cần phải có kế hoạch cụ thể và cẩn thận, thế là trứng đề nghị hợp tác với đi hia. Nhưng vì trứng đã từng phản bội đi hia nên nó đã mất lòng tin, nó không nói gì chỉ lạnh lùng rời đi. Mèo đen bảo trứng cứ yên tâm, việc này để cô lo. Thế là vừa đi được một đoạn thì đi hia thấy một ánh đèn dưới mặt đất. Thấy vậy cậu không khỏi tò mò và đuổi theo ánh đèn ấy. Đi được một đoạn thì nó mới phát hiện ra đó là chiêu trò của mèo đen. Hơn thế nữa, mèo đen đã lấy mất túi tiền của nó từ bao giờ. Mèo đen vẫn nài nỉ đi hia cùng gia nhập đội với nó và trứng, nhưng vì đi hia đã từng bị trứng phản bội nên nhất định không muốn tham gia cùng nhóm. Nhân tiện cậu kể cho mèo đen về chuyện trứng đã phản bội mình. Ngày đó có một cơn gió đã đưa cậu đến một ngôi nhà tình thương và người phụ nữ ở ngôi nhà đó đã nuôi nấng cậu. Đi hia gặp trứng trong ngôi nhà ấy và trứng đã ăn trộm 3 hạt đậu của nó. Ngay sau đấy thì có một đám người đến bắt nạt đi hia, nhưng trứng đã đứng ra để bảo vệ nó. Thấy vậy nó cũng ra sức tấn công để bênh vực trứng. Linh cảm thấy sự bất thường trong hành động của trứng nên đi hia đã đi theo. Hóa ra là trứng đem 3 hạt đậu chôn vùi xuống đất để trồng với hy vọng nó là hạt đậu thần. Ước mơ của nó là sau khi đậu này mầm và lớn lên thì trên đỉnh của cây đậu sẽ là một kho báu khổng lồ. Ở đó còn có những con ngỗng vàng và trứng của ngỗng thì có giá trị vô cùng lớn. Tối hôm ấy trứng và đi hia còn cắt máu ăn thề để kết nghĩa huynh đệ với mong muốn cùng hợp tác với nhau để thành lập hiệp hội đậu thần. Sau đó thì hai đứa cùng kết hợp với nhau dùng bộ não của trứng và kỹ năng của mèo để đi ăn trộm đậu, nhưng mà trồng mãi thì cũng chẳng thấy có cây đậu thần nào xuất hiện. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, thế là cuối cùng cũng có ngày chúng bị tóm. Trở về nhà bị mẹ giáo huấn cho một trận, đi hia buồn bã leo lên mái nhà ngồi và ném một viên đá xuống, chẳng may làm bật cánh cửa chuồng bò, một con bò tót chạy ra. Đúng lúc ấy nhìn thấy bò tót định húc một bà lão nên nó đã nhanh chóng nhảy xuống để cứu bà. Hóa ra bà lão là mẹ của ông chỉ huy đã bắt hai đứa lúc ăn trộm. Thế là nó được tuyên dương trước mọi người như anh hùng.
mẹ Đi Hia đã tặng cho cậu một đôi hia và mũ lông, và từ đây cậu chính thức trở thành mèo Đi Hia. Tại giây phút mèo Đi Hia được tôn vinh thì chúng cảm thấy tủi thân vì mình là người ăn trộm. Ngay sau đó thì chúng nói chuyện với nhau nhưng càng ngày càng có nhiều sự bất đồng. Đi Hia bảo từ giờ không ăn cắp nữa cho đến buổi tối hôm đó khi Đi Hia đang ngủ thì chúng đánh thức mèo dậy để cứu nó. Sau khi dậy để cứu nó thì mèo mới phát hiện đã bị chúng lừa, vì chỗ mà nó đi ra là từ một ngân hàng nó đã lấy rất nhiều tiền. Đúng lúc đấy thì quân lính đã đuổi tới bao gồm cả người chỉ huy. Trong quá trình chạy trốn thì xe ngựa và toàn bộ tiền vàng đã rơi xuống sông. Chúng cầu cứu mèo nhưng vì chúng đã lừa mèo nên nó bảo chúng hãy tự tìm cách cứu mình, còn mèo nhảy xuống sông để tìm đường lui. Bỏ lại chúng vẫn ở trên cao cùng với quân lính. Mèo cảm thấy thất vọng về bản thân, hơn nữa nó đã mất bạn bè, gia đình, danh dự và nhất là sự thất vọng của mẹ nó. Còn chưa kể xong chuyện mà mèo đen ngủ từ bao giờ, đúng lúc đó chúng xuất hiện và nó tỏ ra ăn năn vì hành động ngày xưa nên muốn trục tội với Đi Hia. Suy đi tính lại mèo đành đồng ý nhưng cậu cũng nhắc nhở chúng rằng cậu làm như vậy là vì mẹ và thị trấn chứ không phải vì chúng. Ngày hôm sau hiệp hội đậu đã mai phục hai tên sát nhân ở hẻm núi. Ngay sau đó thì hai con mèo đã đột nhập lên xe của bọn sát nhân. Tuy nhiên vì có sự bất đồng lên hai con mèo đã cãi vã trong chuyện tìm cách mở khóa, đúng lúc đó thì một con lợn đã thức dậy. Đi Hia vội vàng dùng móng tay của mình để mở khóa, mèo đen bảo cô chẳng có cái móng nào. Tưởng rằng chuyện đã thành nhưng không ngờ trong lúc sơ suất Đi Hia đã giẫm vào đuôi một con lợn làm cho hai tên sát nhân đã phát hiện ra. Hai con mèo nhanh chóng đoàn kết với nhau tấn công và cuối cùng đã trói được hai tên sát nhân lại. Chứng thấy vậy vội vàng phi ngựa đến chỗ hai con mèo. Tưởng đã thành công, ai dè Đi Hia bị một tên sát nhân tấn công làm cho nó loạng choạng ngã rơi cả hạt đậu. Tên sát nhân còn lại đã thoát khỏi dây trói, hắn đứng lên túm chân Đi Hia, may thay chứng tới ứng cứu kịp thời. Mấy tên sát nhân không bỏ cuộc, chúng tiếp tục rượt đuổi và đến chỗ vực thẳm, may mà xe của chúng đã được trang bị có thể bay được. Bọn sát nhân rượt đuổi thất bại mặc dù đã sử dụng nhiều súng ống để bắn nên từ đó bọn chúng rất ghét loài mèo. Trong lúc đó thì mèo đen kể về chuyện bộ móng của mình. Ngày xưa mèo đen được hai vợ chồng nhà nọ nhận nuôi nhưng vì sợ mèo đen đùa mạnh nên họ đã cắt móng của nó đi. Hai con còn đang tỉ tê buôn chuyện thì chúng thông báo đã đến nơi có thể trồng được 3 hạt đậu. Nói rồi nó đặt vào tay Đi Hia 3 hạt đậu và bảo cậu trồng nó. Đi Hia đặt 3 hạt đậu xuống còn chúng thì đậy nắp lại. Ngay lúc ấy trên trời xuất hiện một vòi rồng khổng lồ, chỉ trong giây lát nó đã biến mất và ở chỗ vừa chôn 3 hạt đậu có một cây đậu nhỏ đã nảy mầm. Cả ba đều thấy vô cùng tò mò vì cây đậu bé tí xíu, thế là chúng tiến tới để nói chuyện với cây đậu. Ngay lập tức cây đậu phát triển thành cây khổng lồ. Cây đậu xuyên thủng lên tận mây xanh và kéo theo chúng, đúng lúc ấy thì trời đổ mưa lớn. Khi cây đậu đã ngừng phát triển, chúng lại càng trầm trồ nhìn ngó xung quanh. Chúng ngã xuống đám mây, nó vô cùng thích thú. Thấy vậy hai con mèo cũng rượt đuổi nhau trên mây. Chúng dẫn Đi Hia ra một góc, vạch một đám mây, nhìn xuống hạ giới thấy có hai đứa trẻ mồ côi đang nằm trên đồi ngắm trời đất. Nó bảo đấy là chúng và Đi Hia. Đi Hia nghe nó nói vậy cảm động lắm, thế rồi cả bầy lại nhìn thấy một tòa lâu đài lộng lẫy ở phía xa. Cả ba lại cùng nhau tiến tới lâu đài, vừa đến cửa thì thấy hình bóng một con ngỗng khổng lồ. Chứng bảo gã khổng lồ đã chết từ lâu rồi nhưng mà còn con quái canh gác, nếu mà nhìn nó chăm chăm thì sẽ bị hóa đá nên nó nhắc nhở mọi người phải hết sức cẩn thận. Sau khi vượt qua được vực thẳm thì bọn chúng đã nhìn thấy rất nhiều trứng vàng. Hơn thế nữa còn có một con ngỗng vàng, thế là bọn chúng cùng nhau đưa ngỗng vàng về nhưng đến chỗ vực thẳm tất cả đều bị rơi xuống vòng xoáy của dòng sông. May thay sau một hồi vòng vèo thì chúng đã thoát ra và tóm được một chiếc lá để làm dù bay xuống. Đúng lúc này thì cây đậu cũng bị tàn phá. Hai tên sát nhân vẫn truy lùng hiệp hội đậu, còn hiệp hội đậu thì đang ăn mừng với chiến thắng của mình, cùng nhau nhảy múa khiêu vũ với con ngỗng và những quả trứng vàng. Sau khi đã mệt cả lũ cùng đi ngủ thì hai tên sát nhân tìm đến và đã đánh Đi Hia ngất đi. Sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên sa mạc, cậu cưỡi ngựa trở về quê nhà. Đi về nhìn thấy tờ giấy dán lệnh truy nã của mình, cậu cố gắng đi vào và lại phát hiện ra một sự thật phũ phàng, đó là trứng và đám sát nhân là đồng bọn của nhau. Hóa ra mục đích của nó là để báo thù cậu vì trước đây cậu bỏ rơi nó trên cầu. Đến lúc này cậu đành đầu hàng và bị nhốt ở trong lồng. Sau đó cậu bị nhốt vào tù. Ở đó có một ông lão với bộ râu dài thật, ông lão kể chuyện đã từng bị nhốt chung với trứng và ông không thích ở cùng với nó. Ông tên là Jack. Ông kể trứng đã ăn trộm hạt đậu của ông, kể cả con ngỗng cũng không lên lấy bởi vì mẹ nó sẽ tìm đến để báo thù. Thấy vậy Đi Hia vội vàng thông báo cho cai ngục để thông báo cho tất cả mọi người cùng biết nhưng mà không ai tin cậu. Thấy vậy cậu đánh dùng vẻ mặt đáng thương của mình để thuyết phục và cuối cùng tên lính đã mở cửa cho cậu, nhưng ngay sau đó hắn liền đổi ý, nhưng lúc ấy mèo đen đã đến. Ông già râu dài kia trốn mất, mèo đen thanh minh là cô không cần vàng bạc nữa mà chỉ cần Đi Hia thôi. Sau đó hai con mèo đồng tâm hiệp lực để hạ gục bọn lính, khi bị phát hiện Đi Hia đã leo theo dây thừng rời, còn mèo đen quyết định ở lại để chiến đấu với quân lính. Trong lúc chúng đang ngắm hình của nó và Đi Hia ngày xưa thì cậu xuất hiện và bảo nó thả ngỗng ra, đồng thời cảnh báo nó đừng có làm hại dân làng ở đây bởi vì đây là nhà của hai đứa. Chứng bảo đây chỉ là nhà của mèo, tại vì thời điểm mèo được mọi người tung hô như anh hùng thì chứng cảm thấy vô cùng tủi thân. Đi Hia cũng xin lỗi vì chuyện đó, cậu bảo ngày xưa chứng là một người tốt có hoài bão và ước mơ. Chưa nói xong thì hình bóng ngỗng mẹ đã chạy tới. Con ngỗng đến thấy trên tay mỗi người ôm một quả trứng vàng, nó tức giận làm cho người dân sợ quá chạy toán loạn. Lúc này Đi Hia và chứng đã đồng ý hợp tác với nhau để làm lại từ đầu. Đúng lúc đó thì hai tên sát nhân cũng tới, thế là ngỗng mẹ, ngỗng con.
Đi Hia và trứng cùng rượt đuổi nhau đến chỗ cây cầu thì do ngỗng mẹ nặng quá nên đã làm sập cầu, cuối cùng tất cả đều bị treo lơ lửng trên cầu trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này trứng bảo mèo cứu ngỗng con để ngỗng mẹ không trả thù nữa, nhưng mèo không đồng ý, nó muốn cứu chiến hữu của mình. Thấy vậy trứng liền thả tay ra để tự rơi xuống. Đúng lúc này thì mèo đã cứu được ngỗng con, ngỗng mẹ và ngỗng con được đoàn tụ với nhau, còn mèo buồn bã vì người chiến hữu của mình đã rơi xuống. Trứng biến thành quả trứng vàng và con ngỗng đã gặp quả trứng vàng đi, mèo buồn bã quay lại thị trấn và tặng mẹ một con ngỗng con. Cậu cũng bảo mẹ là cậu phải rời đi vì quân lính sắp đuổi đến rồi, mẹ ôm cậu vào lòng và nói rất tự hào về cậu. Khi quân lính đến thì cậu đang ngồi trên mái nhà trong sự tung hô của mọi người vì cậu đã giúp đỡ mọi người thoát khỏi sự tấn công của con ngỗng khổng lồ. Quân lính đã liên tục phi đao vào mèo đen và mèo đi hia. Hai mèo cùng nhảy múa với nhau trong trận mưa đao của quân lính rồi sau đó tạm biệt nhau, nhưng mèo đen đã lấy mất đôi hia của đi hia rồi. Dù trong hoàn cảnh nào thì tình bạn, gia đình và danh dự đều rất quan trọng. Hãy sống ngay thẳng, chân thành để không phải hối hận. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh. Sao Lung, Sao Linh, vì sao đêm nay ta nhìn? Ta cầu ta có, ta ước ta được, điều ước, ta có đêm nay. Đây là một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa, xưa thật là xưa, có một ngôi sao ước rơi từ trên trời. Nó thiêu rụi cả một khu rừng, rừng tối được sinh ra, ngôi sao ước ẩn sau trong rừng. Truyền phép giúp nó tái sinh, từ đó cũng sinh ra sự tích ngôi sao mang một điều ước duy nhất đang chờ người để trao. Đó là nguồn gốc của bộ phim Mèo Đi Hia năm 2022. Mèo Đi Hia năm 2011 chủ yếu truyền tải đến người xem thông điệp về tình bạn và gia đình. Còn Mèo Đi Hia năm 2022 chủ yếu nói về chú mèo Pus chật vật đi tìm ngôi sao ước để tìm lại sinh mệnh, vì cậu đã mất 8 trên 9 phần sinh mạng của mình. Thần chết đang rình rập nốt sinh mạng còn lại, cuộc phiêu lưu này sẽ đem đến cho người xem những thông điệp gì? Chú mèo Đi Hia Pus được công chúng tôn sùng như ngôi sao hạng A. Vì ngoài khả năng đấu kiếm thì Đi Hia còn rất nhiều tài năng khác như đàn ca sáo nhị. Mèo Đi Hia có khả năng chinh phục đám đông cuốn theo những giai điệu nhạc du dương của mình. Tại thị trấn Denma, một bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, Đi Hia đánh đàn cho tất cả mọi người cùng nhảy múa theo, cả không gian được khuấy động náo nhiệt. Bỗng nhiên ngài quận trưởng tìm đến làm tất cả mọi người đều giật mình ngạc nhiên. Không may Đi Hia còn phá hỏng bức tranh của ông ấy. Ông ấy đã vô cùng tức giận và ra lệnh cho quân lính của mình bắt Đi Hia trói lại. Đi Hia không những không sợ hãi, cậu vừa nhảy múa vừa chiến đấu với quân lính bằng lưỡi kiếm của mình. Sau đó Đi Hia còn bắn một dàn pháo hoa ra làm quận trưởng sợ hãi chạy mất tăm. Tuy nhiên sự ồn ào này đã vô tình đánh thức một con quái vật khổng lồ đang say ngủ trong cánh rừng gần đó. Ngay lập tức quái vật khổng lồ phá vỡ cả mái nhà để xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chỉ có một cậu bé và một con bò đã bị con quái vật khổng lồ bắt đi. Thấy vậy Đi Hia đã dùng kiếm của mình để giải cứu họ. Đi Hia lấy hết sức bình sinh lao mũi kiếm vào phần thịt móng tay của con quái vật làm nó đau đớn quằn quại. Con quái vật hung dữ túm lấy Đi Hia và quăng đi thật xa, nhưng Đi Hia lại không hề bị thương. Ngay sau đó Đi Hia lại trở lại chỗ con quái vật, thế là nó túm lấy cái chuông của nhà thờ bên cạnh làm vũ khí phòng thân. Bằng sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình, Đi Hia đã chiến đấu với con quái vật và cứu được mọi người ra. Sau đó Đi Hia tìm cách bịt mắt con quái vật khổng lồ khiến nó mất phương hướng, quay cuồng đập quả chuông vào đầu và ngất đi. Đi Hia tự hào nhảy múa với chiến công của mình và trong sự tung hô của mọi người, chỉ vài phút sau cái chuông khổng lồ đã rơi xuống và đè bẹp Đi Hia. Và đây là cái mạng thứ 8 trên 9 mạng của Đi Hia đã mất. Vị bác sĩ khám cho Đi Hia cảnh báo cậu chỉ còn duy nhất một mạng thôi. Vậy nên đừng có tham gia vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm nữa mà hãy rửa tay gác kiếm đi thôi, nhưng Đi Hia bỏ ngoài tai lời khuyên của vị bác sĩ. Đêm đó trong một quán bar, mèo Đi Hia Pus gặp một gã sói trùm đầu đen, kẻ này đã tước vũ khí và làm nó bị thương trong một cuộc đấu kiếm. Gã sói lân la tới bắt chuyện nhưng Đi Hia không có thiện cảm với con sói. Thấy vậy con sói thẳng thắn bảo nó đến để bắt Đi Hia lấy tiền thưởng. Đi Hia không hề nao núng. Đi Hia lôi kiếm ra đấu với con sói nhưng chỉ với vài đường cơ bản con sói đã hạ gục Đi Hia, thậm chí nó còn làm Đi Hia mất chỏm lông trên đầu. Đi Hia bắt đầu thấy sởn gai ốc. Đi Hia bắt đầu sợ hãi vì mình chỉ còn một mạng, nó đã chạy trốn vào nhà vệ sinh và chui vào ống cống. Sau đó cậu tìm đến ngôi nhà theo lời bác sĩ giới thiệu, sau đó Đi Hia cởi bỏ trang phục và trở thành một con mèo bình thường. Đúng chính xác là Đi Hia đã chấp nhận về vườn nghỉ hưu sau bao cuộc phiêu lưu lừng lẫy trong mắt người đời. Đi Hia được mẹ Mama Luna nhận nuôi cùng với hàng trăm con mèo khác trong nhà. Đi Hia cảm thấy việc hòa nhập với cuộc sống bình thường của loài mèo thật khó khăn. Từ việc ăn việc ngủ và hòa nhập cuộc sống cậu đều cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng không còn cách nào khác nên Đi Hia phải cố gắng học hỏi để thích nghi. Một hôm có một chú chó đến ngôi nhà chung của những chú mèo, cậu ta cải trang thành mèo để được chăm sóc như những chú mèo khác. Chỉ mình Đi Hia hiểu cậu ta nói gì nên cậu ta cứ bám theo Đi Hia suốt, kể cả lúc ngủ. Chú chó tên là Burrito. Hôm nay xuất hiện ba con gấu và một cô gái tóc vàng, họ đến và đã phá ngôi nhà chung của loài mèo, hóa ra họ đến để tìm Đi Hia nhờ ăn trộm một món đồ. Mẹ Luna sợ hãi quá ngất đi, đến khi tỉnh dậy bà tính chạy trốn nhưng lại bị gấu bố bắt nhốt lại. Còn Đi Hia bây giờ đã thay đổi bộ dạng nên ba con gấu dù bắt được cũng không còn nhận ra cậu nữa. Ai ai cũng chỉ biết Đi Hia khi còn là một chú mèo phiêu lưu oanh liệt. Nhìn thấy bộ trang phục của Đi Hia ở ngoài, ba con gấu nghĩ rằng Đi Hia đã qua đời. Đi Hia đứng bên gốc cây và nghe trộm được họ đang đi tìm ngôi sao ước, thứ có thể biến mọi điều ước trở thành sự thật nên Đi Hia vô cùng hứng thú với điều này. Pus quyết định sử dụng ngôi sao để khôi phục lại những mạng sống đã mất của mình.
Cùng với Purito, Puss đi đến hang ổ của nhà máy của người bán bánh ngọt tham nhũng và nhà sưu tập cổ vật ma thuật Big Jack Horner, người có ý định sử dụng ngôi sao để kiểm soát tất cả phép thuật trên thế giới. Sau khi cô gái tóc vàng cùng ba con gấu rời đi, thì Dihia đã yêu cầu chú chó đào đất để lấy lại bộ trang phục của mình. Dihia đã rời đi trong đêm và cả chú chó cũng lén đi theo và cầm cho Dihia một thanh kiếm gỗ. Họ lẻn vào đường ống để theo dõi vụ giao dịch của tấm bản đồ chỉ đường đến ngôi sao ước. Sau khi nhận được tấm bản đồ, Zik định giết người diệt khẩu luôn hai người đã mang tấm bản đồ tới. Dihia đã tranh thủ lấy trộm tấm bản đồ trong dương, thì ngay lúc đó Kitty có mặt và hớt tay trên. Hóa ra hai con mèo đã biết nhau từ trước và đều muốn có được tấm bản đồ này. Đúng lúc này thì nhóm gấu và cô bé tóc vàng cũng tới đây và cũng muốn giành lấy tấm bản đồ. Tóc vàng khùng lên muốn lấy tấm bản đồ thì chiếc tủ đồ sộ bên cạnh bỗng sập xuống. Ngay lập tức Dihia và Kitty đã tranh thủ chuồn khỏi căn phòng bằng tấm thảm bay, nhưng bọn họ đã bị lưỡi dao của Jack phi tới. Kitty với vài đường cơ bản đã hạ được bọn lính chặn đường. Còn Dihia thì đang phải đối đầu với nhóm gấu. May mắn thay cả hai cùng bị rơi vào chiếc xe ngựa do chú chó đã chờ sẵn. Chiếc xe đã chạy đi ngay lập tức. Trên xe hai con vẫn giành giật nhau tấm bản đồ, đồng thời Dihia đá bay tiền vàng trên xe xuống đất để người dân tranh nhau nhặt, làm cản bước chân của quân lính đang đuổi theo. Đúng lúc này gã sói xuất hiện làm Dihia có phần lo lắng, còn Jack Horner đang nhanh chóng thu gom những bảo bối của mình vào chiếc túi. Hôm sau hai con mèo mở bản đồ ra nhưng không hiểu gì, sau một quãng đường dài thì nhóm của Dihia đã đến được cánh rừng tối. Dihia đã sút chú chó vào trước rồi mình và Kitty vào sau, không ngờ khung cảnh bên trong rừng tối đẹp như một tranh rực rỡ đầy màu sắc. Hai chú mèo cùng nhau mở tấm bản đồ ra xem, Dihia chạm tay vào thì ngay lập tức thay đổi theo những thử thách xuất hiện trên tấm bản đồ. Còn khi Kitty chạm vào thì thử thách đã bị thay đổi hoàn toàn, đến lượt chú chó chạm vào thì các thử thách có thể dễ dàng dẫn tới ngôi sao ước. Đúng lúc này gia đình gấu đã tìm đến nơi nên bọn chúng lại phải tìm cách chạy trốn. Trong khi hai chú mèo phải chống trả quyết liệt với những bông hoa thì chú chó lại được hoa đón nhận rất gần gũi, do vậy chú chó luôn dẫn đầu để con đường đi trở nên dễ dàng hơn. Gia đình gấu đã đuổi theo gần tới nơi, Jack Horner cũng vừa tới nơi và hắn rút ra thanh kiếm khổng lồ có cục đá ở đầu để đánh văng gia đình nhà gấu, nhưng ngay sau đó ông ta lại bị những bông hoa chặn lại. Thuộc hạ thì bị hoa đánh tơi bời khói lửa chỉ còn bộ xương khô. Jack Horner đã lôi ra con phượng hoàng lửa để đối phó với bầy hoa bằng cách đốt chúng đi. Còn nhóm Dihia đang thong thả trên dòng sông, tranh thủ lúc đó Kitty đã chảy chuốt lại cho Dihia để tút lại vẻ đẹp trai. Khi con thuyền cập bến thì chú chó bị Jack Horner tóm, quân lính của lão đang trầu trực như những con chó săn mồi. Đúng lúc này cả gia đình gấu đã tới. Chú chó nhanh chóng tranh thủ cơ hội chuồn khỏi tay Jack Horner. Trong lúc hỗn loạn Dihia đánh rơi tấm bản đồ thì gã sói đã tìm đến nơi. Dihia chạy trốn nhưng tóc vàng đã lấy được tấm bản đồ. Dihia sợ hãi nằm dưới gốc cây thì chú chó tìm được cậu và tìm cách giúp Dihia bình tĩnh lại. Sau khi Purito trấn an cơn hoảng loạn sau đó của mèo Dihia thú nhận nỗi sợ hãi và sự hối hận vì đã bỏ rơi Kitty ngay trước đám cưới của họ. Kitty tình cờ nghe được họ và tiết lộ rằng cô ấy cũng chưa bao giờ tham dự đám cưới vì tin rằng mèo Dihia yêu bản thân quá nhiều để yêu cô ấy. Còn gia đình nhà gấu đã gần tới ngôi sao ước. Một vùng đất tuyết đã xuất hiện, cả gia đình gấu đi vào ngôi nhà và tận hưởng, nhưng riêng tóc vàng còn thấy hình ảnh của mình khi còn là một cô bé. Và cả gia đình gấu chăm sóc cô tận tình như đứa con của họ, còn Dihia và Kitty đang trèo lên cây để quan sát phương hướng. Họ đã nhìn thấy ngôi nhà mà cả gia đình gấu đang ở. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến đó. Dihia đã lấy được tấm bản đồ nhưng cậu bị tóc vàng phát hiện nên đã ném nó cho Kitty. Khi Kitty chạm vào mọi vật đều thay đổi hoàn toàn. Tóc vàng ném mũi tên khiến tấm bản đồ dính vào gốc cây. Một cuộc chiến hỗn loạn đã xảy ra, cuối cùng hai chú mèo cũng giành được tấm bản đồ về mình. Ngay sau đó mặt đất tách làm đôi chia cắt hai chú mèo, còn chú chó bị nhà gấu bắt gọn trong tay, còn Dihia bị mắc kẹt trong một hang động pha lê. Dihia tìm đường thoát khỏi đây thì những hình ảnh phản chiếu tám kiếp mạng của cậu ta hiện ra, phản chiếu một thời oanh liệt của Dihia. Kitty đã lấy quả thông để thay thế chú chó và tìm cách cứu cậu. Gia đình nhà gấu còn sập bẫy của chính chúng làm ra. Dihia vẫn chưa tìm được đường ra thì gã sói lại xuất hiện. Giờ này cậu mới nhận ra gã là thần chết đến lấy nốt cái mạng cuối cùng của cậu. Dihia sợ hãi tìm cách chạy trốn. May mắn Dihia đã tìm được đường ra. Dihia cứ chạy bạt mạng và cậu ta đã đến được nơi của ngôi sao ước. Dihia mở bản đồ ra, trèo lên ngôi sao và bắt đầu thực hiện điều ước của mình. Nhưng phải đối mặt với Kitty, người mắng mỏ anh ta vì sự ích kỷ của anh ta và thú nhận rằng mong muốn của cô ấy là tìm được một người mà cô ấy có thể tin tưởng. Kitty nghĩ rằng Dihia là kẻ xảo trá chỉ lấy điều ước cho mình. Dihia thấy vậy đành bày tỏ nỗi sợ hãi vì bản thân mình chỉ còn một mạng sống cuối cùng. Thấy Dihia chỉ muốn ước có lại được 9 mạng để làm anh hùng nên Kitty tức tối bỏ đi. Đúng lúc này Jack Horner cùng gia đình gấu đã đến nơi. Cuộc tranh giành diễn ra khốc liệt, ngôi sao đã dần bay lơ lửng trên không trung. Trong lúc hỗn loạn chú chó đã lấy tấm bản đồ đưa cho Dihia. Cả gia đình gấu đến nơi và một cuộc chiến xảy ra để giành bản đồ. Gấu bố nhanh chóng lấy được bản đồ, nhưng từ bỏ nó để cứu gấu con. Trong khi Kitty bẫy Jack Horner bên trong chiếc túi không đáy ma thuật của anh ta. Nhưng đúng lúc này gã thần chết đã xuất hiện và tạo ra một vòng lửa ngùn ngụt bủa vây lấy Dihia và hắn ném cây kiếm của Dihia ra. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh của tám mạng cũ xuất hiện, Dihia quyết định cầm kiếm vùng lên không sợ hãi nữa. Dihia và gã thần chết chiến đấu với nhau, gã thần chết đã đổi vũ khí. Học được giá trị của cuộc sống từ thời gian sống cùng những người bạn đồng hành của mình, mèo Dihia từ bỏ ước muốn có thêm mạng sống và chấp nhận, tạm thời tước vũ khí của sói.
Mèo Đi Hia tuyên bố rằng anh ta biết mình không bao giờ có thể đánh bại thần chết, nhưng anh ta sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu cho mạng sống cuối cùng của mình. Thấy Mèo Đi Hia đã mất đi sự kiêu ngạo, sau một hồi chiến đấu thấy Đi Hia đã vùng lên không còn sợ hãi nữa nên thần chết không còn hứng thú với việc lấy mạng cậu. Còn Kitty đã hiểu ra lý do mà Đi Hia muốn có một điều ước, nhưng bây giờ điều ước đã không còn. Lúc này Jack đã tìm cách lấy lại tấm bản đồ, chú chó khiến hắn bị phân tâm, Đi Hia và Kitty đã phối hợp với nhau ngăn hắn bằng cách đâm kiếm vào hai đầu ngón tay của hắn, sau đó cùng nhau xé tấm bản đồ thành nhiều mảnh. Mọi người đều tìm cách văng ra khỏi ngôi sao, chỉ có Jack vẫn ngoan cố nhặt lại mảnh bản đồ để ghép cuối cùng ngôi sao vỡ tan và nuốt chửng Jack. Nhân lúc này Đi Hia đã tỏ tình với Kitty, còn gia đình gấu đã gắn kết với nhau hơn, cuối cùng họ phải từ biệt nhau. Mèo Đi Hia cùng Kitty và Burrito đánh cắp một con tàu của quận trưởng lên đường đến vương quốc Far Far Away. Vậy là câu chuyện về Mèo Đi Hia đã kết thúc, sau một thập kỷ từ thông điệp về gia đình và bạn bè đã chuyển hướng sang thông điệp về sự sống còn và tình yêu thương. Cho dù là loài vật hay loài người thì gia đình, bạn bè và tình yêu thương đều là những ngôi sao mà mọi người hướng tới. Hy vọng rằng bộ phim đã đem lại cho các bạn sự trải nghiệm thú vị. Để có thể theo dõi các bộ phim hoạt hình thú vị khác, xin mời các bạn hãy nhấn nút theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim sau.